Các bạn có muốn biết cách để bảo vệ MacBook thân yêu của mình một cách tuyệt đối không? Thấy cái gì đây không? Em ba lô này là đến từ nhà Tom Tóc nha. Đây cũng chính là sản phẩm mình muốn nói ngày hôm nay. Em ba lô này có tên đầy đủ là Tom Tóc Lightweight A73 nha. Bây giờ các bạn muốn biết chi tiết nói như nào này, giá cả như nào này thì vô video thôi. Mình nói qua về thương hiệu Tom Tóc này nha. Chất lượng thì khỏi phải bàn với các bạn, bởi vì trước khi được đưa ra thị trường đã được kiểm định qua quốc tế rất là kỹ càng rồi nha. Các bạn yên tâm điều này. Ok các bạn, làm ăn như vậy là quá đủ rồi, mình vô ngay em nó luôn nha. Mình gọi tắt em nó là Tom Tóc A73. Bởi vì biết sao không? Cái tên tiếng Anh nó dài kinh khủng luôn á, không thể đọc được đâu. Cảm nhận đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc ba lô này thì mình thấy thiết kế của em nó khá là đơn giản và thanh lịch luôn. Cùng với đó là màu sắc có phần trung tính này. Hiện tại ở đây mình chỉ có màu bạc thôi, em nó có thêm cả màu đen nữa nha. Với cái thiết kế unisex như này thì mình thấy em nó phù hợp với bất kỳ ai, bất kỳ công việc nào luôn đó nghe. Cầm trên tay em nó thì mình thấy thiết kế khá là nhẹ nhàng nha. Ở đây có phần logo màu vàng nổi bật ở đây. Mức độ hoàn thiện thì mình thấy cũng là tốt đấy, không có đường chỉ thừa nào cả các bạn ạ. Về chất liệu thì em Tom Tóc A73 này được làm từ vải polyester dày, có thể mang đến độ bền rất là cao nha. Chất liệu vải này có thể giúp chống bám bụi bẩn rất là hiệu quả. Cùng với đó là tiêu chuẩn Corner Armor của Hoa Kỳ sẽ giúp laptop của bạn chống chảy xước, chống va đập một cách tốt nhất nha. À, mình nói thêm cho các bạn cái này nữa nha. Thì cái thời tiết sớm nắng chiều mưa ở Sài Gòn này mưa bất cứ lúc nào đúng không? Mà em alo này chống nước bạn nha. Nhưng mà mưa nhỏ nhỏ thôi chứ mưa to là ướt hết. Em này có thể tích là 22 lít lận đó nha. Thì cái thiết kế này để đáp ứng tối đa sự tiện dụng cho người dùng mà. Bên trong ngăn chính thì được chia làm hai ngăn, cùng theo đó là rất nhiều ngăn nhỏ phụ nha, giúp các bạn có thể đựng laptop này, sách vở, quần áo hay là bất kỳ vật dụng cá nhân hàng ngày của các bạn đều được hết nha. Rồi về cái phần khóa kéo này mình kéo cảm thấy nó rất mượt mà luôn nha, chắc chắn là hàng xịn rồi. Vì khóa kéo này đến từ hãng YKK của Nhật nên các bạn yên tâm về chất lượng của nó luôn. Bên cạnh đó nó còn có ngăn để kính mát này, với chất liệu mềm chống trầy tối ưu. Nói về cảm giác đeo thì mình đánh giá rất là cao khoản này luôn. Cái này đeo rất là thoải mái nha, kèm theo đó là có thêm phần quai sách này nữa, được bọc da rất là đẹp. Với thiết kế quai đeo đệm khí như này thì không chỉ chắc chắn mà còn rất là thoải mái khi đeo luôn nha. Với thiết kế này thì còn giúp giảm trọng lượng khi mang trên vai, nhờ đó các bạn có thể thoải mái đeo trong thời gian làm việc dài cả ngày luôn nha. Và đó là tất cả những gì mình chia sẻ với em ba lô Tom Tóc A73 này nha. Hiện tại em nó đang có giá là 850.000 tại Vietnam Mobile, so với giá gốc là 1.339.000. Các bạn nhanh chân lên nha. Chưa đâu, kèm vào đó nếu các bạn mua ngay bây giờ sẽ tặng thêm một em sạc dự phòng InnoStyle với giá là 450.000 nữa đó nha. Đừng quên để lại ý kiến của các bạn dưới phần comment, nhấn like và subscribe cho kênh Mình Tống Mobile. Yes sir.